Hi, xin chào các bạn, mình là bác sĩ Linh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chủ đề chăm sóc da mụn cơ bản. Cùng tìm hiểu chủ đề này với bác sĩ Linh và Pema nhé. Câu hỏi đầu tiên, tại sao da của chúng mình nổi mụn? Các bạn có biết da của chúng mình có hệ thống lỗ chân lông giúp da dễ dàng hít thở? Lỗ chân lông này là nơi đào thải mồ hôi và chất bẩn ra bên ngoài. Khi mà chúng ta trang điểm mà không tẩy trang hay tiếp xúc môi trường ô nhiễm, bụi bẩn sẽ dễ dàng làm lỗ chân lông của chúng mình bị bít tắc. Từ đấy mà những nhân mụn liên tục xuất hiện. Câu hỏi tiếp theo, da mụn cần chăm sóc như thế nào? Da mụn cần có chế độ chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Bước đầu tiên là bước làm sạch. Đây là bước cơ bản, cũng là bước quan trọng nhất trong việc dự phòng mụn các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ tẩy trang, nhất là sau khi trang điểm xong. Hãy sử dụng sữa rửa mặt 2 lần mỗi ngày, phù hợp với làn da của mình. Nhớ sử dụng sữa rửa mặt có ghi nhãn các bạn nhé. Bước thứ hai là bước dưỡng ẩm. Nhiều bạn vẫn tin rằng sử dụng dưỡng ẩm sẽ khiến da mặt của mình mọc nhiều mụn hơn. Điều này là không đúng các bạn nhé. Sử dụng dưỡng ẩm rất cần thiết. Nó không những cấp ẩm cho làn da mà còn cung cấp dưỡng chất để phục hồi hàng rào bảo vệ của da mình nữa. Các bạn lưu ý, khi lựa chọn dưỡng ẩm cho da, hãy chọn những dưỡng ẩm có kết cấu dạng lỏng như gel, lotion hoặc dạng cream chuyên dụng cho da mụn. Như thế nó sẽ dễ dàng thấm vào hàng rào của da, không hề gây bít tắc. Bước tiếp theo là bước chống nắng. Sử dụng chống nắng sai cách là một nguyên nhân rất phổ biến khiến da của mình bít tắc và sinh ra mụn. Khi lựa chọn chống nắng, các bạn hãy chọn cho mình những chống nắng có kết cấu dạng lỏng giống như dưỡng ẩm. Giữa chống nắng hóa học và chống nắng vật lý, bạn hãy ưu tiên sử dụng chống nắng hóa học cho làn da mụn của mình hơn. Nó sẽ dễ dàng thấm vào da của mình hơn, ít gây bít tắc giống như chống nắng vật lý các bạn nhé. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn chế độ sinh hoạt như thế nào cho làn da mụn. Chế độ sinh hoạt rất quan trọng đối với làn da mụn, tuy nhiên lại dễ dàng bị bỏ qua. Các bạn có biết căng thẳng, mệt mỏi là nguyên nhân khiến da mặt của mình tiết nhiều dầu hơn, từ đó rất dễ sinh ra mụn. Mặt khác, căng thẳng mệt mỏi cũng khiến cho da mặt của mình nhanh lão hóa hơn. Vì vậy, hãy luôn nhớ vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Tiếp theo đến chế độ ăn uống. Bác sĩ Linh biết, nhiều bạn là tín đồ của trà sữa này, gà rán hay là mì cay. Nhưng mà để có một làn da khỏe đẹp, chúng ta cố gắng hạn chế những đồ ăn này nhé. Ăn nhiều thực phẩm có rau xanh, hạn chế đồ ăn từ sữa và uống thật là nhiều nước. Có như vậy thì làn da của chúng ta mới khỏe và đẹp được. Một vài lưu ý nhỏ nữa, chúng ta không được cho tay lên mặt, cậy nặn mụn. Cái thói quen này rất là dễ khiến cho cái vết mụn của mình bị sưng đỏ lên, rất là khó xử lý. Nhớ phải vệ sinh tay trước khi cho tay lên mặt hoặc chăm sóc da các bạn nhé. Rồi, vậy là bác sĩ Linh đã cùng các bạn trả lời 3 câu hỏi thường gặp nhất về chăm sóc da mụn cơ bản. Bác sĩ sẽ kết luận lại cho các bạn. Thứ nhất là tình trạng mụn của chúng ta do bít tắc lỗ chân lông. Hãy thông minh trong việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Và cuối cùng, trang bị cho mình một chế độ sinh hoạt thật khoa học và hợp lý để có một làn da khỏe mạnh các bạn nhé. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn và thắc mắc nào muốn bác sĩ Linh và Pema hỗ trợ giải đáp, hãy để lại thông tin bên dưới, các bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn và trả lời cho mình nhé. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh của Pema. Xin chào và hẹn gặp lại!